Những buổi tuyên truyền hướng dẫn thu dọn vật dụng, phế thải chứa nước đọng, diệt loang quang bọ gậy, hạn chế sự sinh sôi, phát triển của muỗi vằn tại các hộ dân như thế này thường xuyên được trạm y tế xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện. Một tháng hai lần, hoạt động tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chăm sóc đường hoa cũng được diễn ra đồng loạt tại 14 thôn bản của xã Gia Phú. Khi các cán bộ của xã, y tế của xã này đến tuyên truyền, gia đình chúng tôi cũng hiểu được là những con muỗi này gây nên bệnh sốt huyết, thì gia đình chúng tôi cũng mua thuốc muỗi để phun nước đọng rước ở các nơi, chúng tôi cũng quét cho nó sạch sẽ và không để đọng nước. Chúng tôi thường xuyên tổ chức đến từng hộ gia đình tuyên truyền và vận động hướng dẫn bà con cách phòng chống bệnh và phát hiện sớm các triệu chứng của sốt xuất huyết, đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời. Qua những buổi tuyên truyền và giám sát hỗ trợ bà con thì 3 năm nay trên địa bàn xã là không có ca mắc sốt xuất huyết. Các ca bệnh truyền nhiễm khác thì nhỏ lẻ tẻ, đơn lẻ và không xảy ra thành dịch lớn. Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh dịch cho nhân dân, các giải pháp tăng cường giám sát dịch tễ, chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, điều trị kịp thời cũng đã giúp các địa phương hạn chế tối đa bệnh sốt xuất huyết, không để phát sinh thành dịch. Yêu cầu người dân khi có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà, tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, tự bảo vệ phòng chống dịch bệnh, tránh tình trạng xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Bệnh sốt xuất huyết thường xuất hiện từ tháng 4, tháng 5 và tăng cao từ các tháng 8 và tháng 9. Đỉnh dịch vào tháng 10 và tháng 11 hàng năm. Việc chủ động phòng dịch sốt xuất huyết của chính mỗi người dân tại cộng đồng dân cư sẽ là biện pháp hiệu quả giúp kiểm soát được dịch. Đồng thời, phát hiện sớm ca bệnh, điều trị đúng và kịp thời cũng sẽ hạn chế được tối đa các ca tử vong.